Bây giờ chia nhau dọn dẹp nhà đi cho nó lẹ. Tao quá thì lau nhà, mày á thì lau bàn đi, lau bàn, okay. Lau ghế. Ok, để tao. Rồi, ok. Tao lau xong rồi. Ủa? Mày lau gì mà như ăn cướp vậy? Sạch chưa đâu, để tao coi coi. Hư rồi. Gì hư? Đâu để tao lỡ tao coi coi. Nè bấm nó kêu tít 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 nè thấy không? Trời ơi, đừng có đập nó nữa. Mày thấy cái gì chưa? Không còn một chút xíu nước nữa. Ê ơi, thay cái bịch rác giùm tao đi. Tao đi giục rác cho. Thay nha, nhớ thay vô. Trời ơi. Cái này cái gì đây? Thì nãy mày kêu tao bịch cái thùng rác lại. Bịch cái thùng rác là lên như vậy đó hả? Ừ. Là bỏ cái bịch vô trong cái thùng rác á. Ủa vậy hả? Trời ơi, sao chán mày rửa mà không định gì nè. Mày rửa sạch không vậy? Trời ơi, tao nhớ tao rửa sạch chứ lắm rồi đó. Trời ơi, đi lấy cái máy rửa ra rửa đi, rửa cho nó sạch nè. Không định nè. Mày nghĩ sao vậy? Cái chén mà mày đi rửa ở trong bồn cầu thì mày kêu bỏ vô cái máy dội cho nó mới sạch thì đi dội nó sạch nè. Mày tới số mày với tao rồi, báo hại không à. Làm gì vậy? Đọc sách. Ừ. Gì? Sách tiếng Anh không ghê vậy? Ừ. Đây, đừng đọc nữa, để tao khảo mày dài từ tiếng Anh coi. Ngọt đó là sao? Sweet. Mặn? Salt. Vậy cay? Si ha. Cái gì chắc anh ạ? Si ha má. Ừ, si ha. Bình thường á, mày ăn cay rồi mày thể hiện sao? Vậy hai người mà nói chuyện với nhau thì gọi là gì? Talking. 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 King. 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 Giờ mà gặp để chào hỏi nhau ngoài cái từ mà hello thì còn sử dụng từ gì khác không? Hey. Cuối cùng là mày điểm số cho tao. Ừ. Ha. Số 2 tung. Cũng được đi. Số 4 tung tung. Gì vậy? Thì số 8 tung 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 tung. Rồi mày điếm 100 cho tao. Mày điếm 100 nha. Điếm số 100 cho tao đi. 100. Mày giỡn mặt mày với tao rồi. Đứng lại. Ơi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Cơm. Bữa nay mình ăn cơm với trứng luộc và xúc xích Đức nha. À, nói nghe nè. Mày ăn trứng không? Không, tao không ăn. Không ăn hả? Ờ vậy để tao ăn. Cảm ơn nhiều nha. Mẹ ăn xúc xích đâu? Xúc xích hả? Ăn chứ. Trời ơi. Cái con này sao nó kén ăn dữ vậy trời. Trứng cũng không ăn, xúc xích cũng không ăn luôn. Trời ăn uống gì mà kén ăn quá chết rồi. Ê, à, nói nghe nè. Cái gì vậy bà nội? Mày không ăn đồ có đạm, protein, đồ thôi. Mày ăn rau củ quả đi. Nè, ăn miếng tỏi vô đi nè, ăn miếng hành nè, thấy không? Hành nè, tỏi nè, dưa chuột nè, cắn cái trời ơi ngon. Mày ăn giọng mày hết luôn đi, ăn hết luôn đi. Ủa không ăn luôn hả? Mày chết mày với tao, mày chết trả đi cho tao. Mày tới số mày với tao rồi. Bây giờ tao sẽ test toán của mày. Ừ. Coi con mày học hành như thế nào. Ừ. Được chưa? 7 cộng 1 bằng mấy? 4. Cái gì đó bà nội? 7 cộng 1 bằng 4. 7 cộng 1 bằng 4, không tin mày nhìn nè. Số này số mấy? 7. Số này số mấy? 1. 7 cộng 1. Đó, mày nhìn coi. Đây là số mấy? Số 4. Vậy giờ tao hỏi mày 3 x 2 bằng mấy? 3 x 2 bằng 5. Gì bằng 5 nữa chứ? Ừ, mày nhìn đi nè. Đây phải 3 không? 3 viên kẹo. Ừ, 3 viên kẹo. Đó, thấy 2 viên kẹo. Phải bằng 5 không? Bằng 5. Ừ. À, vậy bây giờ nha, tao áp dụng cái quy tắc đó của mày thì 12 mà nhân 5 là bằng 17 đúng không? Không, 12 nhân 5 là không có hành, không kết quả vô nghiệm, vô nghiệm. Ủa sao vô nghiệm nữa má nè, ơi. Mày nhìn tao thử cho mày coi. Ừ. 12 đúng không? Ừ. Đó. 12 trừ 5 không được, mượn 1, 12 trừ 5. Đó. Hả? 12 trừ 5, 2 trừ 5 không được, lại mượn 1 và thành 12, 12 trừ 5. 2 trừ 5 không được, mượn 1 là 12 trừ 5. Là 12 trừ 5. Rồi 2 trừ 5 không được, mượn 1 là 12 trừ 5. Mày đang viết cái gì vậy? Mày giỡn mặt chứ tao đúng không? Mày tới số mày với tao rồi.
Tao bụng quá à, có gì cho tao ăn không? Ăn gì? Mày muốn ăn gì? Mì gói nè, cháo gói nè, ăn đi. Ôi tao ăn đâu, cơm xù trứng nè, cơm xù trứng, cơm xù trứng. Không có đâu. Cơm xù trứng của tao, cơm xù trứng. Cơm xù trứng, cơm xù trứng của tao. Cơm xù trứng của tao đâu. I'm gonna pop some tags, only got 20 to... Nhiều cơm sườn trứng với tao hả mày? Dậy. Cơm sườn trứng, cơm sườn trứng, cơm sườn trứng. Dậy ăn cơm sườn trứng đi. Đâu? Trên đầu mày nè. Đây nè, tao chỉ cho nè, lấy tay ra coi. Cơm trắng nè, thấy chưa, sườn nè, trứng nè. Đó bonus cho mày thêm cái đánh bánh là gì? À, Danisa nữa nè, này cho mày thêm cái chuối bình là Đà Lạt nữa nha. Là cái đồ quỷ yêu như vậy mà mày kêu tao ăn có được đâu mày ăn. Trời ơi, tấm lòng cơm sườn trứng của tao mà mày dám phủi bỏ như vậy hả? À? Mày tới số mày với tao rồi. Đây là đây tao chỉ cho mày cách thổi xương gươm nè. Trời ơi, xương gươm gì mà cũng cần chỉ nữa, để tao thổi cho. Thổi đi, thổi tới tết. Xương gươm là phải gỡ ra nè. Đó, rồi, bỏ vô miệng, nhai. Nhai đi nhai lại mới thổi được chứ, tự nhiên nghĩ sao. Rồi bây giờ nè, thổi gì nè. Nè, đẩy cái hơi vô, rồi thổi ra. Thổi đi, thổi tới tết. Trời ơi, mày ngưng nhìn tao đi, có nghĩa là như vậy. Mày á, mày phải trải đều cái miếng xương gươm ra cho nó ôm trọn cái lưỡi. Xong rồi hàm trên với hàm dưới á, là mày cố định cái miếng xương gươm lại. Rồi mày đẩy hơi từ cái lưỡi đẩy ra. Nè, bây giờ thổi đi nè, 1, 2, 3, thổi. Trời ơi, thôi cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Thôi mệt quá, mày thổi một mình mày luôn đi. Tao không dạy nữa, đủ con bóp hãy không à. Bực mình gì đâu luôn, thiệt tình luôn. Cái gì? What? Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Con te đâu? Sao mày lấy bong bóng của con tao? Trời ơi, sao mày lấy bong bóng của con bả vậy? Em mượn đi chơi một chút, em mượn đi chơi một chút. Mày tới số mày với tao là hại báo không? Hôm nay tao sẽ chỉ cho mày cách xếp máy bay bằng giấy. Lấy giấy ra đây tao chỉ cho. Vậy giấy vệ sinh sao mà xếp được? Lấy giấy viết á. Cái giấy như vậy, nhỏ như vậy sao mà xếp được? Trời ơi, cái máy bay nhỏ gì mà sao mà bay một cái được, thấy không? Ừ. Bây giờ á, tao sẽ chỉ cho mày xếp cái máy bay lớn. Tao biết. Thôi, ai mà đi xếp máy bay như vậy, xếp máy bay như vậy rồi sao không? Trời, tao nói mày nghe nè, cái máy bay này mà nó bay được tới cái lằn màu đen đó thôi á, là tao thử cho mày rồi đó. Thiệt không? Thiệt. Hả? Đúng là ngon em luôn, mày thấy không? Trời ơi, cái này là mày dò cuộc mày quăng chứ đâu phải là mày phóng máy bay. Lại đây tao chỉ cho mày xếp cái máy bay thì là đẹp như thiệt luôn. Rồi, khỏi. Ủa? Cái này... Yeah. Ủa? Cái này là mô hình của hãng Sea Boy. Giờ chị với tao là báo hại không? Đứng lại!